Chào mừng các quý vị phụ huynh và các con học sinh đã đến với trang lời giải hay com Ngày hôm nay, cô giáo sẽ hướng dẫn cho các con làm bài tập số 2, trang 86, sách giáo khoa toán lớp 5 bài hình tam giác. Bài tập 2 đề bài yêu cầu các con chỉ ra đáy và đường cao tương ứng được vẽ trong mỗi hình tam giác dưới đây. Như vậy, với bài tập này, chúng ta sẽ dựa vào lý thuyết về đáy và đường cao trong tam giác để có thể chỉ ra đáy và đường cao của mỗi tam giác dưới hình. Cụ thể, trong một tam giác, chúng ta có đường cao của tam giác là đường được hạ từ một đỉnh xuống vuông góc với cạnh đối diện với đỉnh đó. Cạnh đối diện với đỉnh ta gọi là cạnh đáy và đường chúng ta vừa vẽ được chính là đường cao của tam giác. Chúng ta cùng đi vào lời giải chi tiết của bài tập số 2. Trước hết, cô sẽ chỉ ra đáy và đường cao tương ứng của hình tam giác ABC. Hình tam giác ABC ta thấy từ đỉnh C đề bài đã hạ vuông góc xuống cạnh AB. Như vậy cạnh AB chính là cạnh đáy của hình tam giác ABC. Tương ứng với nó chính là đường cao CH. Đáy là AB. Đường cao tương ứng là ch tương tự chúng ta có hình tam giác deg ta có từ đỉnh d hạ vuông góc xuống cạnh eg như vậy chúng ta có cạnh đáy chính là cạnh eg tương ứng với nó là đường cao dk Tiếp theo. Chúng ta có hình tam giác MPQ. Ta thấy từ M hạ vuông góc xuống cạnh PQ. Như vậy, hình tam giác MPQ có cạnh đáy là PQ. Tương ứng với cạnh đáy PQ ta có đường cao MN. Ngoài ra, quan sát hình vẽ thứ ba, ta thấy tam giác MPQ là tam giác vuông tại M do đó ta có đáy và đường cao như sau ta thấy từ đỉnh P ta cũng đã hạ vuông góc xuống cạnh MQ vì PM vuông góc với MQ như vậy chúng ta có đáy là MQ và đường cao tương ứng với đáy MQ chính là đường cao PM. tiếp theo ta thấy từ đỉnh q ta cũng đã hạ vuông góc xuống cạnh pm vì qm vuông góc với pm như vậy chúng ta có đáy là pm và đường cao tương ứng là qm Như vậy, cô giáo đã vừa hướng dẫn xong cho các con bài tập 2, trang 86, sách giáo khoa toán lớp 5 bài hình tam giác. Để xem thêm nhiều lời giải của các bài tập khác, các con hãy truy cập trang web lời giải hay.com. Cô chúc các con học tốt.